Chị đợi em xíu nha chị ơi, đợi em xíu nha, em thao tác em chia sẻ trên máy vi tính cái em lên hàng liền nha mọi người. Tôi lấy thêm một ít làm body đi con. Mấy chị chia sẻ bài giúp em với nha.
Cái này đẹp lắm Tài ơi. Cái này là em bận bao vừa luôn á lại.
kiểu váy cưới nha. Váy cưới thì cái đầm trắng nó bao nhiêu ký bạn cũng vừa, nhưng mà cỡ tầm 58 kg đổ lại thôi, 58 kg đổ lại là bạn vừa. Tại ở phía sau là nó có đan dây á, ở phía sau nó có đan dây nha, cho nên là mọi người mình 58 kg từ size S tới size 58 kg là cũng bận vừa ha. 58 kg 1m6. Em sợ không vừa đâu chị Thanh Nguyễn ơi, em sợ là chị không vừa á. Chị có biết eo chị bao nhiêu không để em đo eo cho nó dễ á, sợ không vừa đâu á, sợ không vừa á chị Thanh Nguyễn. Tại vì em còn nhiều đầm dạ hội lắm, em còn nhiều đầm dạ hội lắm ha mọi người. Rồi ai lấy con này thì chốt body giùm em nè. Ai muốn ai lấy con này chốt body nu giùm em nha. Body nu cái này co giãn nha mọi người, co giãn giùm em nha. Body nu 52 kg quay đầu giùm em nha. 52 kg quay đầu giúp em ha. 52 kg body nu. Body nu giùm em nha, cho em xem. Dạ mới lấy xuống. Hoa bị ngạn. Dâm có không chị? Dạ có dâm nha chị ơi. Có dâm nha chị. Có dâm nha. Dâm vợ dâm ở đây luôn nè. Chị Mai Trang cái này cái nhiêu vậy? À, dạ đồng giá. Dạ đồng giá nha chị ơi, đồng giá. Dâm body đầm xè em đang đồng giá cho mình là 79 hết nha chị, ship 30 nha. Ship 30 toàn quốc giùm em ha. Ship 30 toàn quốc. Rồi. Chị Mai Trang ơi, cái này cái body này đẹp lắm nè chị. Ok thì lấy giùm em mã 68 nha. Body này mã 68 giùm em, bận vô rất là xinh luôn. Ở phía sau là nó cổ đổ nửa lưng nha. Cổ đổ nửa lưng nha. Đầm dạ hội ở phía sau, đầm dạ hội ở phía sau là 90 nha mấy chị ơi. Đầm dạ hội là 90, còn tất cả các cái còn lại là 78 và 79 nha. 79 giùm em nha. Rồi zoom giùm em nha mấy chị. Đây zoom giùm em nha. Cổ cái này là gài ở phía sau cổ nha mấy chị. Đó ai lấy zoom chút zoom giùm em. Con này là size ớt cho em nè. Zoom này là size ớt cho em có muốn gần giùm em ha. Ủa cái này phải zoom không ta? À cái này là không mọi người ơi, cái này không phải zoom. Cái em đang cầm không phải zoom nha. Cái này không phải zoom giùm em. Chốt mã hoa giùm em nha. Đầm đỏ đẹp mà mặt không vừa. Dạ em còn nhiều lắm chị. Cái dạng đó em còn nhiều lắm. Trời con này chốt mã trắng giùm em nè, ren trắng nha, ren trắng mã 55. Ren trắng mã 55 giùm em nha. Ren trắng mã 55 giùm em nha, 50 kg quay đầu. Ren trắng mã 55. Ren trắng mã 55 còn rất là mới nha mấy chị. Ren trắng mã 55. Con này cho em 50 kg quay đầu nha. 50 kg quay đầu giùm em ren trắng. Ren trắng nha, cho em xem dung dài đầm đỏ đẹp mà không vừa. Dạ dạ. Dạ rồi ok chị ơi. Nhưng nhà con đi ra qua bển á, cho chủ mà cái thảo mấy bên đây nè. Làm mấy bên đây có mấy cái dung dài thiệt dài á. Lấy ghế nó đeo lên lấy. Rồi con này body giùm em nha mấy chị. Con này body giùm em nè. Body dũng nha. Body dũng giùm em ha. Rồi ai lấy body, con này là size ớt giùm em nha mấy chị. Con này size ớt giùm em, ai lấy body chốt body giùm em nha. Body. Ai lấy body chốt body giùm em nha. Dạ rồi ok chị Hoa Biển Ngạn chị đợi em xíu nha. Chị Hoa Biển Ngạn ơi chị đợi em xíu nha. Dạ. Mấy cái đó em còn nhiều lắm chị gái. Mấy cái kiểu đó em còn nhiều lắm. Rồi ren đỏ giùm em nè. Body ren đỏ nha. Body ren đỏ mã 37 giùm em. Mã 37 giùm em nha size ớt. Mã 37 size ớt giùm em nha. Ren đỏ mã 37 nha. Mã 37. Mã 37 giùm em nha. Rồi con này chốt mã ren 2 giùm em nha. Con này chốt mã ren 2 giùm em. Mã ren 2 giùm em size ớt luôn nha mấy chị. Size ớt giùm em luôn. Cái cổ ở phía sau là cổ tim nha mấy chị. Ở trước mới là cổ tròn nha. Ở trước là cổ tròn giùm em ha. Ren 2 giùm em nha mấy chị. Rồi một con body luôn. Một con body giùm em nha. Body giùm em cái này là ở phía trước thôi nha. Ở không, cái này ở phía sau. Này sao ở trước ta? Hình như cái này ở phía trước đó mấy chị. Rồi body này cho em 55 kg quay đầu nha. Body này cho em 55 kg quay đầu. Nó có xẻ ở phía dưới nha. Có xẻ ở phía dưới giùm em rồi. Ai lấy con này chốt body 3. Body 3 giùm em nha. Body 3. Mấy chị ơi chấm chấm bài giùm em nha. Tại vì em sợ nó bị ẩn comment đó mấy chị. Nó bị ẩn comment giống như hồi trưa em không đọc được bình luận của ai hết. Tức dễ sợ luôn á mấy chị. Mọi người cứ tương tác giùm em ha. Mọi người cứ chấm bài tương tác giùm em nha. Mấy chị có nghe em nói rõ không? Mấy chị có nghe em nói rõ không? Rõ thì comment rõ giúp em nha mấy chị. Rõ thì comment rõ giúp em nha. Rồi một con thổ cẩm giùm em nè. Một con thổ cẩm giùm em nha mấy chị gái. Một con thổ cẩm giùm em đồng giá 79 nha. Đồng giá 79 giùm em luôn. Một con thổ cẩm này
Thảo cẩm này cho em 55kg quay đầu nha, 55kg quay đầu giùm em ha. Thảo cẩm có cuộc dây ở phía trước nha mấy chị. Đây cuộc dây lên cổ giùm em. Rồi thảo cẩm, thảo cẩm giùm em nha. Ai lấy thảo cẩm chốt thảo cẩm giùm em nha mấy chị. Mọi người có thấy rõ không? Mọi người em đứng xa vậy mấy chị có thấy rõ không? Rõ thì comment rõ giúp em với mọi người ơi.
nhìn rất là sang luôn nha mấy chị. Con này rất là sang giùm em luôn ha. Con này rất là sang giùm em luôn. Chị Phương Thanh ơi, cái này là chị vừa luôn á chị Phương Thanh. Cái này rất là sang luôn mấy chị. Mấy cái đầm này ở shop là em bán giá 100. Mấy cái giùm này, mấy cái giùm già này ở shop là em bán giá 100 á mấy chị. Em sale 79-80. Em sale 80 á mấy chị ơi. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt mã đen giùm em nha. Giùm đen, rất là xinh và sang luôn nha. Đó. Để em đo thử con. Con đen này ở phía sau có dây cuộn nha mấy chị. Ở phía sau có dây cuộn ha. Eo 78 nha mấy chị. Eo 78 nhưng mà cái này á 74-76 mình cũng mang vừa. Tại vì có cái cuộn eo ở phía sau với lại cái này nó co giãn nhẹ đó mấy chị. Đó rồi, ai lấy con này chốt giùm đen giùm em nha. Rất là xinh luôn á chị Mai. Chị Mai có thích con này không? Chị Phương Thanh ơi, chị Mai về hai hai chị bận cái phơm nó vừa á. Dạ chị em cảm ơn chị nha. Dạ chị em lát nữa em tắt like này xong là em chốt đơn luôn á chị ơi. Em tắt like này à, em chốt đơn luôn. Chị không thích sát nách. Dạ chị. Dạ. Hello Ngân Phan ha. Hello Ngân Phan. Hy vọng là nó sẽ không bị ẩn comment nữa mấy chị. Hello Thanh Ngân nha. Rồi em lên tiếp nha mấy chị ơi. Em lên tiếp nha. Cập nhật số điện thoại để chỉ giúp em luôn nha. Số điện chỉ lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn nha chị gái. Cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị gái ơi. Liên liên. Chị gái ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị gái. Giùm đen cho liên liên nha. Giùm đen cho liên liên. Dạ chị ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi xong rồi, xong rồi. Rồi, một cái thêm một cái đen hai nữa nha mấy chị. Đen hai. Một cái đen và đen này cho em 50 kg quay đầu thôi nha. Đen này thì nó không có co giãn nha mấy chị. Đen này không có co giãn. Ở phía trước có đan dây giùm em nha. Đan dây cuộn nơ lại giùm em ha. Rồi giùm. Ai lấy giùm thì chốt giùm giùm em nha. Đen hai. Giùm đen hai giùm em nha. Giùm đen hai giúp em ha. Dạ rồi, ok em cảm ơn chị Liên Liên nha, cho em luôn. Dạ em cao 1m nha. Em cao gần 1m6 nha chị ơi. Em cao gần 1m6 á. Chị ơi cho em luôn cái địa chỉ cho dễ nha. Em cao gần 1m6 nha mọi người. Nhưng mà em thì em hơi ốm á. Em hơi ốm, em có 40kg thôi à. Cao 1m6 còn 40kg á. Cho nên mọi người lấy cái chuẩn của em cũng ốm thử tháng. Tại vì em không có xài cái app nhiều á. Cho nên ở trên line sao là đồ nó ở ngoài như vậy nha mọi người. Đó rồi, body trắng giùm em nè. Cái này cúp ngực nha mọi người. Cái này là cúp ngực giúp em ha. Ai lấy cái này chốt body trắng giúp em ha. Body trắng. Body trắng giùm em nha mọi người. Body trắng giùm em ha. Ai lấy body chốt body giùm em nha. Body này là size S nha mọi người. Body này là body size S giùm em nha. Rồi con này body đen. Body đen giùm em nha mấy chị. Body đen giùm em size S ha. Body đen size S giùm em nha. Đây bạn vô nhìn rất là sang giùm em nha, size S nha mấy chị. Size S giùm em nha. Rồi bên em và mấy chị mua hàng bên em là được quyền kiểm tra hàng giùm em nha mấy chị. Mấy chị lưu ý kiểm tra hàng giúp em. Rồi đen giùm em nè, thôi lấy con đen này mã 95 giùm em nha. Mã 95 giùm em. Mã 95. Dạ em cũng có nhiều mã, em cũng có nhiều mã lớn á chị. Dạ, hoặc là chút xíu nữa tắt like chị cho chị inbox giúp em cũng được nha. Lát tắt like của chị inbox giúp em được cũng được. Chị lấy cho mẹ một ít đầm xe to đi dòng. Rồi con này của em là còn tem luôn nha mấy chị. Con này của em còn tem luôn. Con này của em còn tem luôn mấy chị. Rồi, con này cho em 55-56kg nha. 55-56kg nha mấy chị gái ơi. Đó, 55-56kg giùm em luôn. Con này chốt mã bi giùm em đi. Em không biết nó... Con này mấy chị chốt giùm em mã 105. Mã 105 giùm em nha, 55kg vừa nha. 55kg vừa giùm em ha. 55kg vừa. Rồi mã 105. Mã 105. Dạ. Mã 105 nha, tại vì thường mấy cái này là hàng thiết kế chị, cho nên nó như size nhỏ nhỏ nhiều. Ít cứ lớn á chị.
dây đen giùm em nè, dây đen giùm em size S, dây đen giùm em size S nha, dây đen giùm em size S, đồng giá 79 hết nha mọi người, đồng giá 79 hết giùm em nha, đồng giá 79 hết giùm em ha. Có áo lớp tết nha chị ơi, dạ em có áo lớp tết nha, dạ em có áo lớp tết luôn ha. Rồi cái này mã phơm suông giùm em nha, mã phơm suông giùm em 62 kg quay đầu giùm em nha, 52 tới 62 kg, 52 tới 62 kg giùm em nha, chốt mã nu giùm em nha, 52 tới 62 kg nha, 52 tới 62 kg giùm em, 52 tới 62 kg. Rồi body đỏ, chốt mã đỏ giùm em nha, có mốt ngực dày dặn nha mấy chị, body đỏ, body đỏ giúp em nha, body đỏ thay ớt nha mấy chị. Dạ chị, body đỏ thay ớt giùm em nè, body đỏ thay ớt. Dạ có đầm xuân nha chị, bên em mẫu mã nào cũng có hết luôn mấy chị gái ơi, mấy chị khách mới á. Dạ em chào chị, em chào chị Nam. Bên em hàng nào cũng có nha mấy chị, bên em mặt hàng nào cũng có hết, cho nên mọi người ấn theo dõi đi, tại vì một like thì em không like đầy đủ được tất cả các mặt hàng á, cho nên là mấy chị cứ theo dõi em ha. Rồi ai lấy con này thì chốt mã đen giùm em nha, cái này thì mình có thể phối chung là áo sơ mi hay là áo thun gì cũng được nha mọi người. Nói rồi chốt mã đen chữ giùm em nha, đen chữ, đen chữ này cho em là 55 kg quay đầu nha, đen chữ này cho em 55 kg quay đầu, vải rất là đẹp nha, bên em là bao chất vải nha mọi người, bên em là bao chất vải, được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Dạ có nha chị gái ơi, em có nha. Đó rồi con này body đỏ giùm em nè, đỏ giùm em nha. Rồi mốt ngực rất là dày dặn nha, mốt ngực rất là dày dặn luôn. Ở trên like có nhiều chị khách quen bên em lắm, mấy chị cho em một ý kiến về mặt hàng bên nhà bên shop của em đi mấy chị. Bên em bán là lưu ý chất lượng rồi chị ơi, bên em bán không có mắc hơn mọi người đâu, tại vì những cái đầm em like á cũng chung một chỗ lấy sỉ của em luôn, mọi người khác người ta like cũng trăm mấy, 180, 180 không mà mấy chị. Dạ rồi ok chị ha, cho nên mấy chị cứ an tâm nha. Rồi ai lấy con này chốt mã lông giùm em nha, chốt mã lông giùm em nha, cái này là body giãn nha mấy chị, 55 kg quay đầu giùm em nha, 40 tới 55 kg chốt mã lông giùm em nha, mã lông đây mấy chị xem. Rồi ai lấy con này chốt mã lông giùm em nha, chốt mã lông giùm em. Có chân váy xè đen và quần, dạ có nha chị Hiền ơi, dạ có nha, bên em cái gì cũng có hết, bên em cái gì cũng có hết mấy chị gái ơi, bên em cái gì cũng có nha. Rồi chốt mã ngọc giùm em nha, chốt mã ngọc, ai lấy mã ngọc chốt mã ngọc giùm em nha, mã ngọc, mã ngọc 50 kg vừa giùm em nha, mã ngọc, mã ngọc 50 kg vừa giùm em, có co giãn nhẹ, có mút ngực nha mấy chị. Rồi ai lấy mã ngọc chốt mã ngọc 50 kg vừa giùm em nha, mã ngọc, ai lấy chốt mã ngọc giùm em nha. Đỏ dây, đỏ dây giùm em nha, ai lấy đỏ dây chốt đỏ dây, đỏ dây xe ớt nha mấy chị, đỏ dây xe ớt giùm em nha. Dạ có chị ơi, bên em mặt hàng nào cũng có nha mấy chị gái, bên em mặt hàng nào cũng có hết, bên em mặt hàng nào cũng có nha mấy chị. Dạ dạ rồi ok chị nha, dạ ok chị, con lấy cho mẹ thêm một ít zoom nữa đi mấy chị ơi, có ai muốn coi zoom nữa không mấy chị. Rồi đầm suông giùm em nha, đầm suông ai lấy thì chốt mã suông giùm em nha, xanh suông đây, cái này hàng nhập ly nha mấy chị, hàng nhập ly, hàng xi nhưng mà vẫn còn tem nha mấy chị, hàng xi nhưng mà vẫn còn tem giùm em nè. Đó đầm suông giùm em 40 kg cho tới 58 kg nha, 48 kg cho tới 58 kg, ai lấy suông thì chốt mã xanh suông giùm em nha, chốt mã xanh suông giùm em nha, chốt mã xanh suông giùm em. Dạ còn zoom chị ơi, dạ còn zoom nha, dạ còn zoom chị gái, zoom em nhiều lắm. Dạ ngô chị ơi, ngố size 32 em hết rồi, ngố size 32 hết rồi, em chỉ còn có hơn quần size quần riêng dài với lại riêng đùi á, được không chị, được không chị. Rồi bi vàng giùm em nè, bi vàng, bi vàng 60 kg giùm em nha, 50 tới 60 kg, ai lấy bi vàng chốt bi vàng giùm em luôn, ai lấy bi vàng chốt bi vàng giùm em luôn nha, 60 kg quay đầu, 50 tới 60 kg bi vàng, bi vàng giùm em nha.
cảm ơn chị Mai. Dạ em cảm ơn chị Mai nha. Chị Hoàng Gia Bảo là khách quen của em từ hồi lúc mà em mới bán đồ tới giờ luôn á mọi người, cho nên đó là mọi người muốn biết chất hàng, chất lượng hàng bên em như thế nào là chị Mai nói cho nghe. Dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi, dùm sọc dùm em nha mấy chị, cái này là dùm sọc có mút ngực dùm em luôn nha, có dây tăng đưa ở phía sau luôn nha mọi người, có dây tăng đưa dùm em luôn. Rồi con này cho em là 51-52kg nha, 51-52kg quần là quần à, quần ấm xuông dùm em nha. Rồi ai lấy con này chốt dùm sọc dùm em nha, chốt dùm sọc dùm em 50kg vừa nha, dùm sọc 50kg vừa. Dạ cảm ơn chị. Rồi cái này nhung nha mọi người, nhung dùm em nha, nhung xe ớt. Ai lấy chốt mã nhung dùm em nha, ai lấy chốt mã nhung dùm em ha, nhung xe ớt dùm em nha, đồng giá 79 nha, đồng giá 79 dùm em nha, đồng giá 79. Rồi body đỏ dùm em nè, body đỏ dùm em ha, đây ở phía trước rất là đẹp nha mấy chị, body đỏ 50kg quay đầu nha, body đỏ 50kg quay đầu nha. Dạ em còn chị. Rồi chốt nhung cho chị Hằng. Dạ em cảm ơn chị, bữa nay chị không đi làm hả chị. Rồi lấy hôm này chốt body trắng giùm em nè, body trắng có co giãn nha mọi người, body trắng có co giãn, có chất là rất là đẹp nha. Rồi ai lấy body thì chốt body. Rồi ai lấy con này thì chốt body trắng giùm em nha, body trắng. Hello chị Ngân Bích nha, hello chị Ngân Bích. Rồi mọi người ơi, comment lên giúp em đi mấy chị, comment lên giùm em đi mọi người ơi. Hello Thu Thảo nha, em chào tất cả mọi người. Rồi con này zoom như mấy chị, cho em mã 36 giùm em nha, mã 36 giùm em nha, zoom đỏ mã 36 giùm em nha. À lấy zoom đỏ, chốt zoom đỏ giùm em nha, mã 36 giùm em nha. Con dung này cho em 52-53kg dừa, mã 36 52-53kg dừa nha. Rồi body giùm em nha, con này body đen có mút ngực nha mấy chị, body đen có mút ngực, con có co giãn luôn nha, có co giãn 52kg dừa giùm em nha. Đây body, ai lấy body chốt body có mút ngực giùm em nha. Rồi ai lấy con này thì chốt body giùm em nha, body đen giùm em nha. Cái body đen này đẹp lắm nha mấy chị ơi, body đen đẹp lắm mấy chị ơi. Không, mẹ không đọc được comment. Dạ rồi ok chị, đợi em xíu nha, con đi qua bên kia con coi mấy cái xem đi. Dạ rồi ok chị ơi, em lên, em vừa lên dâm với body luôn á chị. Dạ em còn dâm nha, dạ em còn đầm dạ họ 62kg. Con lấy hai cái đó đó nhờ, lấy hai cái đó đó. Đây để em cho mọi người xem, để em cho mọi người xem ở phía sau ha, để em cho mọi người xem ở phía sau. Đây ở phía sau dâm đây mọi người. Ôi lộn, quên, em xin lỗi cái kiểu dạ hội á mấy chị. Mấy chị coi cái nào thì comment cái đó giùm em nha, coi cái nào thì comment cái đó giùm em nha. Mặc thử body nào ạ?
Chị bao nhiêu ký á chị?
bò sữa hồng giùm em nha. Bò sữa hồng em còn nhiều màu lắm mấy chị. Bò sữa hồng tay dài giùm em. Cái này là giải cao tay lụa nha mọi người. 5 bộ 59. Chia sẻ bài giùm em nha. 5 bộ 59 nha. 5 bộ 59. 5 bộ 59 giùm em nha. Quần dài tay dài có, quần ngắn tay ngắn có luôn nha. Đó mọi người cứ lựa màu giùm em đi. 5 bộ 59 nha. Rồi bộ này là bò sữa hồng giùm em nha. Bò sữa hồng em còn nhiều bộ lắm. Rồi bộ này bộ đen giùm em nè, đen quần đùi nha mấy chị. Đen quần đùi giùm em nha. Đen quần đùi. Mẫu mã rất là xinh nha mấy chị. Mẫu mã rất là xinh giùm em luôn. Đó rồi ai lấy con này chốt bộ đen giùm em nha. Bộ đen 5 bộ 59. 5 bộ 59 ngàn. Dạ giùm em còn nhiều nha mấy chị. 5 bộ 59 giùm em nha. 5 bộ 59. Rồi 5 bộ 59 giùm em mọi người chia sẻ bài giúp em nha. Đó rồi ai lấy con này chốt bò sữa nâu nha. Bò sữa nâu giùm em. Bò sữa nâu giùm em nha. Em lấy hết bộ. Dạ em chị lấy hết mấy cái bộ này của em á thì chị anh bóc qua giùm em đi. Em để giá lại cho. Em để giá rẻ lại cho em. Rồi ai lấy bộ này. Em nói thật luôn cái này mà chị lấy sỉ vô cũng phải trên là cũng phải bốn mấy 50 ngàn một bộ á mấy chị, cho nên nhưng mà em để em xả đâu em lên đồ satin đó mấy chị. Đó rồi ai lấy hôm này chốt mã tim giùm em nè, mã tim giùm em, lát chị anh bút giùm em cho chị gái ơi. Rồi lấy một bộ bộ bò sữa bên đó đó, bộ bò sữa bên đó chút xíu nữa chị lấy bộ chị anh bút giùm em nha. Zoom kéo phía trước sau hạ sao vậy chị, kéo phía sau nha, kéo phía sau nha. Zoom đen đó chốt phía sau nha. Sang Nguyễn, Sang Nguyễn bò sữa hồng dạ rồi ok mấy chị nha. Em lên bộ xíu nha mấy chị. Em lên bộ xíu. Còn ai lấy bò sữa hồng đó không mấy chị ơi. Nói chung á mấy cái đồ này em để cho nó qua mẫu quá mấy chị. Em để cho nó qua em thêm cho hết á. Chị nào mà lấy sỉ thì em bốc giùm em nha. Chị nào lấy sỉ thì anh bốc giùm em ha. Chị nào lấy sỉ thì anh bốc giùm em. Dạ giùm cái phía sau nha chị. Giùm kéo phía sau. Dạ bò sữa hồng cho đi hứa nha. Sang Nguyễn một bộ bò sữa. Chị Sang Nguyễn ơi cho em xin số điện thoại cho chị. Cho em xin số điện thoại. Rồi sao tiên giùm em nha mấy chị. Bi vàng này em để cho mình 80 nha. Ở ngoài bán như 100, 150 nha. Em để cho mình 80, em còn có 3 bộ thôi. Ai lấy thì em để cho mình 200 chẵn nha. Ai lấy thì cho em để giá 200 chẵn nha. 200 mấy chị ra ngoài mua được có 1 bộ rồi mấy chị. Ở đây mua được 3 bộ luôn á mấy chị. Đó rồi ai lấy bộ này thì chốt bi vàng giùm em nè. Bi vàng đồng giùm em. Rồi con này mà mã vàng giùm em nha. 1 bộ 80, 3 bộ thì em để cho mình 200 nha. 3 bộ quá thì em để cho mình 200. Đầm đen. Dạ rồi ok chị nha. Chị chọn màu giúp em nha chị Sang Nguyễn ơi. Chị chọn màu giúp em nha. Bò sữa hồng em còn nữa mấy chị. Bò sữa hồng em còn nữa mấy chị ơi. Bò sữa hồng em còn nữa mấy chị. Ai lấy bò sữa hồng thêm thì comment lại giúp em nha. Ai lấy bò sữa hồng thêm cho em nha. Rồi tim xanh giùm em nè. Tim xanh giùm em nha. Ai lấy tim xanh chốt tim xanh giùm em nha. Tim xanh. Tim xanh giùm em nha. Ai lấy tim xanh chốt tim xanh. Hello Tiết Nhi nha. Em chào mọi người. Mọi người ơi nhớ hả? Sắp tới đây em lên bộ á mọi người. Em lên bộ á, em bỏ sỉ rồi em bán lẻ luôn. Cho nên đó là mọi người cứ kết bạn với em nha. Mọi người cứ kết bạn với em. Rồi hồng giùm em nha. Ai lấy cái này bỏ hồng này là đồ giúp em nha. Bỏ hồng này là đồ giúp em. Rồi hồng đồ giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã hồng đồ 5 bộ dài với lại đồ luôn là 59 nha. Dài với đồ luôn là 59 nha. Rồi chốt mã đỏ giùm em nha. Tim xanh cho chị Liên Hứa. Tim xanh một bộ cho chị Liên Hứa chào ơi. Dạ rồi ok chị nè. Dạ rồi ok mọi người ha. Rồi tim xanh cho chị Liên Hứa. Dạ em cảm ơn chị. Con dâm đen hả chị? Con dâm đen này thiệt tình là em không biết nó giải gì nữa. Thiệt tình là em không có biết nó giải gì luôn á chị gái ơi. Nhưng mà thường mấy cái vải mà người ta hay may đầm á chị. Dạ rồi em cảm ơn chị đã cho em số điện thoại nha. Tim xanh cho Sang Nguyễn. Tim xanh cho Sang Nguyễn. Em còn tim xanh nhiều lắm mọi người. Em còn tim xanh nhiều lắm nha. Nói chung với một màu em còn rất là nhiều. Ai mà lấy sỉ thì ai mà lấy sỉ thì anh bóc giùm em nha. Ai mà lấy sỉ thì anh bóc giùm em ha. Tim xanh. Dạ rồi ok chị ạ. Rồi tim xanh em còn nữa nha mọi người. Tim xanh em còn nữa. Ai lấy thì comment giùm em nha. 5 bộ 5 bộ 5
vì ấy, em cũng may để ở nhà mặc á mấy chị, cho nên nó là cái giải đó của tiêm xong cho Nguyễn Thị Hiền. Dạ rồi ok chị nè, chị ơi cho em xin số điện thoại cho mấy chị khách mới á, thương em thì cho em xin số điện thoại cho chị gái. 5 bộ 59 ngàn, 5 bộ 59 ngàn, em nói thiệt luôn, đi mua giải một bộ thôi là cũng đã 50-60 ngàn bộ, không biết có không nữa nha mấy chị. Rồi mấy chị ơi cho em xin số điện thoại nha, rồi màu đỏ giúp em nha, đỏ giúp em, comment đỏ giúp em nha, đỏ quần dài tay ngắn nha mấy chị, đỏ quần dài tay ngắn, đỏ quần dài tay ngắn giùm em ha. Rồi ai lấy thì comment giúp em nha, ai lấy thì comment đỏ, đỏ giùm em nha, chốt mã đỏ giùm em đi mấy chị. Ai đấy à mấy chị ơi, ai mà đã comment rồi mà không có, em không có đọc có thì mấy chị comment lại giúp em nha, tại vì Facebook bây giờ nó đang bớt tương tác rất là nhiều luôn á, nó cứ bị kiểu như là nó bị ẩn comment đó mấy chị, nó bị ẩn comment đó, cho nên mấy chị cứ comment lại giúp em ha, comment lại giúp em. Rồi ai lấy đỏ chốt mã đỏ giùm em nha, ai lấy đỏ chốt mã đỏ giùm em. Rồi bò sữa tay ngắn quần dài giùm em nha, bò sữa tay ngắn quần dài nha mấy chị ơi. Em lên nhanh rồi em lên lại body, em lên váy lại nha mấy chị đó. Rồi ai lấy bộ chốt bộ bò sữa giùm em, bò sữa giùm em nha, bộ bò sữa. Đồ quần dài có màu tối không hả? Dạ có túi nha chị ơi, có túi giùm em nha, có màu, dạ có màu tối nha chị. Ai vui đây, màu nâu giùm em nha mấy chị, màu nâu giùm em nha, màu nâu. Cái bộ này bận, cái màu nhìn nó màu sang nha chị, có túi nha chị ơi. Rồi ai lấy cái bộ này thì chốt mã nâu giùm em nè, em còn rất là nhiều nha mấy chị. Lấy chị 4 bộ quần dài đi. Dạ rồi ok chị Phương Thanh, ok chị Phương Thanh nha, 4 bộ quần dài 5 màu nhá. Dạ rồi ok chị Phương Thanh, em cảm ơn chị nha. Rồi ai lấy bộ này chốt màu nè, màu nâu giùm em nha, chốt màu nâu giùm em, màu nâu giùm em nha mấy chị. Một mẫu em còn rất là nhiều bộ á mấy chị, tại vì em sỉ á mấy chị, tại vì khách đặt xong rồi kiểu em may không kịp hàng, cho nên nó là người ta không có lấy, cho nên là em may em bán mã mấy chị. Dừa nha chị ơi, 53 kg dừa nha chị, 58 kg quay đầu là dừa, 40-58 kg là vừa nha chị ơi, 40 kg cho tới 58 kg là vừa nha chị. Bò sữa nâu cho chị Liên Hứa, nâu cho chị Liên Hứa. Dạ rồi ok chị nha. Sao em còn một màu nâu này, em có hai màu nâu lận nha mọi người, em có hai màu nâu lận nha. Rồi cái này cho chị Liên Hứa nè, em có hai màu nâu nha. Mình cứ lên màu nâu đi trước nha mấy người. Màu nâu thế này thì nó đẹp hơn nè, màu nâu đẹp hơn. Dạ rồi ok nha. Dạ rồi ok chị Phương Thanh nha. Sang Nguyễn, nâu cho Sang Nguyễn. Em cảm ơn chị Sang Nguyễn nha. Lấy nâu. Dạ chị Bánh Huy ơi, em lấy cho chị một bộ nâu nha. Bộ nâu cái đó là cho chị ơi, cho em xin số điện thoại cho chị Sang Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại chưa chị? Chị Bánh Quy ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha mấy chị khách mới á, cho em xin số điện thoại luôn nha mấy chị. Chút xíu nữa tắt like á, bên shop sẽ gọi điện thoại cho mình, chốt đơn xin địa chỉ nha mọi người. Dạ rồi, còn ai lấy màu nâu không nữa ạ? Dạ rồi ok chị Phương Thanh nha, ok chị Phương Thanh. Rồi em lên màu đỏ nha, em lên màu đỏ. Đó, cái màu này cũng rất là sang luôn nha mấy chị. Ai lấy đỏ thì chốt đỏ giùm em nè, đỏ thì vai giùm em nha. Ai lấy đỏ chốt màu đỏ giùm em nha. Ai đã comment rồi nhưng mà không có thấy, ai đã comment rồi mà không có thấy á mấy chị comment lại giúp em ha. Mấy chị comment lại giúp em, tại vì nó bị dẫn comment nhiều lắm mấy chị. Rồi ok Bánh Quy nha, ok Bánh Quy luôn. Bánh Quy 5 bộ, tôi ghi lên cái bọc đó nha. Chị Bánh Quy 5 bộ, tôi ghi lên cái bọc đi, mình lựa cho chị màu đẹp đẹp. Dạ rồi ok, cảm ơn chị nè. Dạ rồi ok chị nha, chút xíu á chị anh bút số điện thoại địa chỉ giúp em nha chị gái ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi màu đỏ giùm em thôi, để em lên cho nhanh nha mấy chị. Màu đỏ rồi màu tím giùm em nè, màu tím tay ngắn quần dài, màu tím tay ngắn quần dài nha mấy chị, màu tím tay ngắn quần dài. Ai lấy tím chốt mã tím giùm em nha, chốt mã tím.
mới đó. Đây nâu trắng giùm em nha, ai lấy bộ này thì chốt nâu trắng giùm em nha, ai lấy bộ này chốt nâu trắng, ai lấy bộ này thì chốt nâu trắng giúp em nha, nâu trắng giùm em nha mấy chị, nâu trắng giùm em. Rồi em còn đây một bộ màu nâu vàng, một bộ màu nâu vàng nhạt nha mấy chị, hai bộ bộ nào cũng sang hết mấy chị. Nâu trắng là tay ngắn giùm em nha, nâu trắng là tay ngắn, nâu nâu vàng là tay dài giùm em. Rồi chị lấy màu nâu nào thì comment màu nâu đó giúp em nha. Nâu vàng thì nhìn nó sang hơn nha mấy chị, nâu vàng thì nhìn nó sang hơn mấy chị gái. Chị lựa bò sữa hồng. Dạ rồi ok chị, tại vì mấy chị cứ yên tâm đi, mấy chị cứ yên tâm đi, hàng bên em bán nếu như mà mấy chị kiểm tra hàng mà không đẹp thì mấy chị trả lại cho em, không có sao hết á nha chị ơi. Nguyễn Thị Hiền, dạ em có thấy chị ạ. Em lấy màu nâu trắng nha, màu nâu trắng cho bánh mì, màu nâu trắng cho bánh mì. Dạ rồi ok, dạ ok bánh mì nha, cái này cho bánh mì nè. Dạ rồi ok chị. Chút xíu nữa em, chút xíu nữa mọi người á mà chưa có theo dõi trang fanpage của em, mọi người theo dõi trang fanpage giúp em nha mấy chị. Mọi người theo dõi trang fanpage giúp em đang đẩy á, đẩy em lát nữa em chốt hàng xong rồi em sẽ chụp hình gửi qua cho mình em nha. Thổ cẩm cổ yếm, dạ rồi ok chị, đủ 5 bộ rồi nha chị gái ơi.
đủ 5 bộ giùm em rồi ha. Đây cái bi trắng này cũng rất là xinh nè mấy chị. Bi trắng này xinh lắm giùm em ha. Bi trắng này xinh lắm. Cái này chị Mai lấy, chị Mai vừa lấy cái này đẹp lắm đó chị Mai. Nhưng mà đẹp hơn cái này thì nó hơi hở mấy chị. Đây có mốt ngọt cổ rất chéo giùm em ha. Ở phía sau là đang dây nha mấy chị. Ở phía sau là đang dây giùm em ha. Đầm xe rất là đẹp luôn mấy chị. Xe đẹp lắm. Đó rồi, ai lấy bi trắng, ai lấy bi trắng thì chốt bi trắng giùm em nha. Ai lấy bi trắng thì chốt bi trắng giùm em. Đồng giá 79 nha mấy chị. Đồng giá 79 giùm em. Mình cam dạ rồi, ok. Mã cam ok chị nè. Em cảm ơn chị. Mã cam cho chị. Mã cam cho chị Kiều Xuân nha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Ai lấy bi trắng chốt bi trắng giùm em nha. Bi trắng này là xe ớt thôi mấy chị. Em nói thiệt luôn, rất là xinh luôn nha mấy chị. Bạn rất là xinh luôn á. Rồi ai lấy bi, ai lấy bi chốt bi giùm em. Để em đo eo cho chị Mai thử nha. Để em đo eo cho chị, sợ chị không vừa chị Mai ơi. Em chỉ có 70 ha. Em chỉ có 72. Chị Mai vừa không ta? Em 72 chị Mai vừa không chị Mai? Em 72. Em 72 chị vừa không chị? Em 72 giùm em ha. Rồi một con dạ hội. Dạ hội nha mấy chị ơi. Con này dạ hội giùm em nha. Dạ hội là 90 giùm em nha mấy chị. Dạ hội là 90 giùm em. Dạ hội có mốt ngực giùm em nha mấy chị gái. Dạ hội có mốt ngực giùm em luôn. Đó. Dạ hội giùm em nha. Các cậu rất là xinh luôn. Có mốt ngực giùm em nha mấy chị. Nè. Eo 70. Ơi ơi ơi. Gớt gớt nha. Rồi ai lấy con này chốt dạ hội tím giùm em nha. Tím này là tím than nha mấy chị. Tím than giùm em luôn ha. 50kg dừa giùm em nha. Dạ hội tím. Dạ hội tím giùm em. Chốt vào trang nhắn tin rồi. Ok bánh quy nha. Ok bánh quy. Ok bánh quy nha. Bảy mươi hai chị Mai không vừa đúng không chị? 72 chị Mai đâu có vừa đâu đúng không chị? 72 là chị không vừa đúng không? Rồi dạ hội tím giùm em nha. Ai lấy dạ hội tím chốt dạ hội tím giùm em nha. Ai lấy dạ hội tím chốt dạ hội tím giùm em. Cái màu trắng này đẹp lắm mọi người. Cái màu trắng đẹp lắm. Rồi ai lấy dâm chốt dâm nơ giùm em nha. Dâm nơ hàng của Zara. Dâm nơ hàng Zara giùm em xe ớt. Dâm nơ hàng Zara giùm em nha. Dạ rồi ok chị em cảm ơn chị nha. Rồi dâm nơ. Ai lấy dâm nơ chốt dâm nơ giùm em nha. Dâm nơ xe ớt thôi nha mấy chị. 48kg, 48, 49kg thôi nha. Dạ ok chị, rồi em cảm ơn chị nè. Rồi một con dạ hội bi hồng. Rồi một con bi hồng nha mấy chị. Bi hồng giúp em nha. Bi hồng giúp em nhưng mà con này nó hơi mỏng nha mấy chị. Con bi hồng này hơi mỏng, có mút ngực hở giùm em nha. Đó, rồi ai lấy con này thì chốt bi hồng giùm em nha. Bi hồng, ai lấy bi hồng chốt bi hồng giùm em. Bi hồng này là xe ớt nha, 48-49kg thôi nha mấy chị. Ai lấy bi hồng chốt bi hồng giùm em. Ai lấy bi hồng chốt bi hồng. Ai lấy bi hồng chốt bi hồng giùm em nha. Bi hồng. Rồi mã trắng giùm em nè. Trắng xè cúp ngực nha. Trắng xè cúp ngực giùm em nha mấy chị. Trắng xè cúp ngực. Rồi con trắng xè này nha. Trắng xè. Trắng xè đó cho em mã ớt thôi ha. Mã xe ớt giùm em. Rồi mã 80, mã 80 giùm em, 55kg quay đầu. Mã 80, 55kg quay đầu luôn. Dạng len nha mấy chị. Len này mà không có độc đâu mấy chị ơi. Xè rất là thoải mái luôn. Đó rồi ai lấy con này thì chốt len xanh giùm em nha. Len xanh hoặc là mã 80. Len xanh hoặc mã 80 giúp em nha mấy chị ơi. Ai trong like rồi thì chấm cho em mỗi người một chấm nha mấy chị. Ai trong like rồi mỗi người cho em một xin một chấm nha mấy chị gái ơi. Mấy chị có còn nghe em nói rõ không ạ? Mấy chị có còn nghe em nói rõ không? Mấy chị có còn nghe em nói rõ không mấy chị gái ơi? Dạ ok chị, dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị. Rồi áo giùm em nha. Áo ai lấy áo chốt mã áo giùm em. Áo 30. Áo 30 giúp em nha mấy chị. Áo 30. Cái này trai gái bận được nha mấy chị. Áo 30 giùm em. 50-55kg bận vừa. 50-55kg bận vừa giùm em nha. Áo 30. Áo 30 đâu có sợ lấy áo gì đó hả mấy chị. À lấy áo chốt áo giùm em nha. À lấy áo chốt áo. Áo
chốt mã đen giùm em nha, chốt mã đen, mã đen 55 kg, mã đen 55 kg. Mấy chị nhìn thấy hàng có rõ không, mấy chị có điện nói không, lên giùm tay bé đi. Dạ rồi, ok chị nè, ok rồi. Mọi người muốn xem gì thì cứ comment lên giúp em ha. Mọi người muốn xem gì thì cứ comment lên giùm em nha mấy chị. Muốn xem gì thì comment lên giùm em nha. Rồi dùm hoa giùm em nha mấy chị. Dùm hoa cái này mình bận vô giống như mình bận cái giỏ hội dài nha mấy chị. Đó rồi, ai lấy dùm hoa chốt dùm hoa giùm em nha. Ở cái dây ở phía sau là có dây tăng đưa được nha mấy chị. Ở phía sau là có dây tăng đưa được giùm em nha. Con này cho em 58 kg vừa ha. 58 kg, 58 kg giùm em nha. 48-58 kg vừa giùm em. 48-58 kg. Dạ đây em cảm ơn chị Ngọc Nguyễn nha. Em cảm ơn chị Ngọc Nguyễn. Rồi con này cổ yếm giùm em nha. Chốt mã cổ yếm giùm em ha. Chốt mã cổ yếm giùm em. Rồi con này cho em 50-60 kg nha. 50-60 kg mã cổ yếm giùm em nha. Mã cổ yếm đồng giá 79k. Đồng giá 79k giùm em nha. Mã cổ yếm, mã cổ yếm giùm em ha. Rồi con này cho em 55 kg quay đầu nha. 55 kg quay đầu giùm em. Dạng phân chữ A nha mấy chị. Cái này dạng phân chữ A giùm em. Chốt mã chữ A giùm em luôn ha. Chốt mã chữ A giùm em luôn nha. Đồng giá 79 nha mọi người. Đồng giá 79 giùm em. Rồi con này mã, cái này con này cho em 60 kg nha mấy chị. Con này cho em 60 kg. Ở phía sau có dây tăng đưa giùm em nha. Ở phía sau có dây tăng đưa giúp em nè. Đây rút dây rút giùm em nha. Ở phía trước này là rút dây giùm em. Đó rồi, ai lấy thì chốt dây đen. Dây đen 60 kg quay đầu nha. Dây đen 60 kg quay đầu. Con đi lấy cho mẹ một ít dâm ha. Một ít dâm nữa đi vào. Rồi đây con dâm này à. Dâm này cho em 65 kg vừa nha mọi người. Dâm này cho em 65 kg vừa. Dâm xanh. Dâm xanh 65 kg vừa giúp em nha. Nó to lắm mọi người. Dâm xanh 65 kg vừa nha. Dâm xanh 65 kg vừa. Hello Trúc Hà nha. Đây chị like lại rồi nè, ủng hộ chị nha em. Dạ chị. Đó rồi, ai lấy dung xanh chốt dung xanh giùm em nha. Dung xanh, dung xanh 62 kg vừa. Dung xanh 62 kg vừa nha. Dung xanh 62 kg vừa để em bỏ ra ngoài luôn. Dung xanh 62 kg vừa nha mấy chị. Rồi cái dung đen dập ly nha mọi người. Cái này là dập ly giùm em, cái này là hàng new luôn á. Em còn một cái màu xanh nữa. Cái này là em còn một cái màu xanh nữa nha. 55-50 nha. 55 kg vừa nha chị. Cái này là vừa, cái này là em nhớ là còn một cái màu đen với một cái màu xanh nha mấy chị. Ở phía sau là dây tăng đưa giùm em nè. 55 kg vừa giùm em nha. Cái này là hàng dập ly, mình bận rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt qua. Ai lấy con này thì chốt mã đen giùm em nha. Dùm đen, dùm đen 55-56 kg nha. 55-56 kg giùm em dùm đen. Cái này là hàng new luôn đó mấy chị. Em cũng để đồng giá cho mình 70 nha. Em cũng để cho mình đồng giá luôn nha mấy chị. 79 giùm em. Dạ nó cũng bị ẩn á chị. Dạ rồi ok chị nha. Ok ok chị Phương Thanh, em thấy chị nha. Em thấy chị. Rồi mọi người ơi, ai mấy chị ơi ở trong live á, mấy chị chấm bài giùm em ha. Mấy chị chấm bài giùm em đi, nữa không nó bị ẩn thôi. Nó ẩn comment em không có thấy được á mấy chị. Mấy chị comment mua hàng là em không có thấy được á. Mấy chị có nghe em nói rõ thì comment rõ giúp em đi. Mỗi người comment giùm em một cái nha mấy chị. Mỗi người comment giùm em một chữ nha mấy chị ơi. Mỗi người comment lại giùm em một chữ nha mấy chị. Mỗi người comment lại giùm em một chữ. Mấy chị ơi, ai đã chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ giùm em đi mấy chị. Đã chia sẻ giùm em thì ai đã có đơn hàng rồi thì comment đã có đơn hàng. Em lấy khẩu trang tặng cho mình nha. Em lấy khẩu trang tặng cho mình. Ở nhà cái thùng khẩu trang cái thằng đó đó bây giờ. Hello Quỳnh Thị ơi, hello. Dung đen, dung đen cho chị Trang. Dạ, chị ơi, dung đen cho Trang Thúy nha. Dạ ok chị nè. Dung đen cho Trang Thúy. Dạ rồi ok chị, dạ em cảm ơn chị nè. Chúc Hà ơi,
em nha mấy chị. Chia sẻ bài với em. Ai đã có đơn hàng rồi thì cứ cần em đã chia sẻ. Mọi người còn em đã chia sẻ thì tặng cho khẩu trang cho mình nha. Body này em để cho mình một cái 100 nha. Nhưng mà body này là hàng là chỉ 52-53 kg bận người.
cảm em đã chia sẻ giùm em nha mấy chị. Nga tiếp rồi nè, em tặng cho chị Hoa Lệ một bịch nha. Em tặng cho chị Nga Hoa Lệ một bịch nè. Con trần chị chưa có đơn không chị? À, chị xem cái nào được chị cơ, chị mua thêm đơn để em gửi quà tặng cho mình luôn ha. Nguyễn Thị Hiền, dạ rồi em tặng cho chị Hiền nha. Ai đã có đơn rồi mà chưa có khẩu trang tặng thì mấy chị comment lại giúp em nha. Đây em còn thêm một con màu nâu đất nữa nha mấy chị. Đây cũng là hàng Na Trịnh luôn. Chị nào mà hay mua hàng của Na Trịnh thì mấy chị nhìn là biết liền nha. Nhưng mà hàng của Na Trịnh thì mấy chị có size M thôi nha mấy chị. Sao chị có ớt là size M là bằng vừa giùm em thôi nha. Đó rồi em xả con này cho mình 100 luôn. Nâu đất 100, xanh 100 nha mấy chị. Dạ không, 60kg là không được đâu chị ơi. 60kg là 55kg mà hơi 1m50 mấy nó cũng không vừa nữa. Cái hàng này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi em còn màu xanh. Đã chia sẻ đào hả. Dạ rồi ok chị nè. Ok em tặng cho chị đào hả một bịch nha. Ngọc Nguyễn. Dạ Bích Đào. Dạ em tặng cho Bích Đào chị ơi. Dạ em cảm ơn chị. À, cảm ơn đào hả nha. Tặng cho đào hả. Ký là không vừa chị, 42kg là vừa nha. 42kg là vừa nha chị Ngọc Nga ơi. Hai cái đó là 42kg vừa. Em nói thật luôn, hồi trước là em bán 100, à, hồi trước là em bán 240. Hồi trước là em bán 240 và bây giờ ở trên mạng bán online. Dạ đúng rồi, hai cái này rất là xinh nha chị. Hai cái này rất là xinh giùm em luôn. Bây giờ mà chị nói hả mà đi mua 200.000 một cái cũng không có đâu chị. Hai cái thôi. Đó rồi em sell hai cái 200, một cái 100 giùm em nha. Màu nâu đất giùm em nha. Màu nâu đất là màu xanh giùm em. Ai lấy cái màu nào thì chốt màu đó giúp em ha. Ai lấy màu nào thì chốt màu đó giúp em. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Ai chưa có thì comment lại giúp em nha. Ai chưa có thì comment lại giúp em. Rồi giùm đỏ. Giùm đỏ giùm em nha. Đỏ này là đỏ đô nha mấy chị. Đỏ này là đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô giùm em. Rồi ai lấy giùm đỏ chốt giùm đỏ giùm em nha. Ai lấy giùm đỏ thì chốt giùm đỏ giùm em nha. Giùm đỏ. Giùm đỏ mã số 70 giùm em nha. Mã số 70. Size M giùm em nha. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu giúp em nha. Sao em nhìn rộng ta. Dạ không đâu Ngọc Nga ơi. Kiểu dạng cam đất á, nâu cũng màu xanh.
vậy ta lấy cái đầu không chị ơi. Rồi Ngọc Nga ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha chị. Cho em xin số điện thoại luôn ha. Xanh mới năm coi dạng không em? Dạ Ngọc. Dạ chị Ngọc ơi, cái đó có khách chốt rồi chị. Cái đó có khách chốt rồi nha. Dạ cái đó là hàng hai, cái đó là hàng của Na Trịnh đó chị. Đây ở phía trên là rang giùm em nha mọi người. Ở phía trước là rang cổ đổ nha. Rang cổ đổ giùm em nè. Đó, ở hông nó đổ ở phía sau mọi người. Đổ ở phía sau giùm em, ở phía trước là cổ tròn nha. Rồi rang đen giùm em nha. Rang đen. Rang đen giùm em ha. Con này nha, rang đen xem mờ giùm em. Rang đen xem mờ là dung luôn nha mấy chị. Là dung luôn rồi. Cảm ơn Ngọc Nga. Rồi con này dung xanh. Dung xanh giùm em nha mấy chị. Dung xanh. À lấy dung xanh thì chốt dung xanh giùm em. Dung xanh này cho em 62kg quay đầu nha. 62kg quay đầu. 62kg quay đầu giùm em. 76kg hả? Eo 76. 76 eo 7 eo 76. Eo 76 sợ không vừa không ta? Eo 76 sợ không vừa cái đỏ chị ơi. Eo 74, 74 75 mà chị cao bao nhiêu á? Chị cao bao nhiêu? Cái này eo 74 rồi chị ơi. Cái này cái đỏ này eo chỉ có 74 thôi à. Eo 74 nha. Eo 74. Eo 74 giùm em nha. Rồi dung nu giùm em nha mấy chị. Dung nu. Dung nu giùm em nha. Ở phía sau có tăng đưa giùm em nha. Ở phía sau có tăng đưa giùm em. Ai lấy dung nu thì chốt dung nu giùm em nha. Ai ở phía ai lấy dung nu chốt dung nu giùm em. Dung nu. Dung nu mã số 35 nha. Mã số 35 50kg dừa. Dung nu. Dung nu mã số 35 giùm em nha. Dung nu. Rồi con xanh này mã 45. Có dây tăng đưa giùm em nha. Có dây tăng đưa. Còn tem giùm em luôn ha. Có dây cuộn eo luôn nha. Có dây cuộn eo giùm em luôn. Rồi con này 55kg vừa giùm em. Dung xanh. Dung xanh. Dung xanh 55kg giờ. Dung xanh 55kg giờ. Rồi mấy chị ơi, ai ở trong đây thì comment giùm em nha mấy chị. Đó rồi con này cũng Na Trịnh luôn nha mấy chị. Na Trịnh dạng xè nha. Na Trịnh dạng xè giúp em ha. Na Trịnh dạng xè giúp em. Rồi con này 100k. Na Trịnh dạng xè, chốt mã đen giùm em nha. Chốt mã đen giùm em. Cái giải em nói với chị là em bảo đảm với chị là rất là đẹp luôn á. Rồi, Na Trịnh đen 100k. Na Trịnh đen 100k. Na Trịnh đen 100k giùm em nha mấy chị. Ai lấy à? Ai lấy Na Trịnh đen thì comment Na Trịnh đen giúp em nha. Hay là chốt mã đen giúp em cũng được. Chốt mã đen giúp em nha. Chốt mã đen giùm em nha mấy chị. Chốt mã đen giùm em nha. Mà mã đen nó xây 50kg nha. Mã đen này xây 50kg mới vừa nha mấy chị ơi. Xây ớt với xây mờ mới vừa nha. Xây ớt với xây mờ giùm em. Rồi ai lấy con này thì chốt mã đen giùm em nha. Ai lấy thì chốt mã đen giùm em nha. Có dung 56kg màu đen không em? Dạ, hàng xốp xả hả chị? Dung xanh. Dung xanh nào vậy Trang Thúy ơi? Dạ. Tại em xả cho nó hết luôn á chị. Em xả cho nó hết luôn á. Chị lấy dung xanh này hả chị? Dung 62kg. Dạ. Em xả cho nó hết á chị. Còn 2-3 cái đó, em lười quá. Bán luôn xả cho nó hết. Dung 62kg. Dạ có nha chị Thu Thủy ơi, dạ có. Tại vì dung bên em có mấy trăm cái lận, cho nên nó trong một like thì em không có like hết được cho mọi người á. Cho nên mọi người cứ chốt cái đen này cho Hoa Lệ nha. Dạ rồi em cảm ơn Hoa Lệ nha. Em cảm ơn Hoa Lệ. Còn có mấy cái dung mà còn có mấy cái Na Trịnh nè chị. Còn có mấy cái nè cho nên em xả luôn. Chị lấy cái xanh này hả chị Võ Thị Trinh ơi. Chị lấy cái xanh này đúng không? Phải thì ok giúp em nha. Phải thì ok giùm em nha. Chị ơi phải thì ok giúp em ha. Đằng kia ở phía sau hả? Chị muốn xem đằng nào? Chị muốn xem đằng nào thì em lấy đằng đó cho chị xem. Tại vì nó ở trên cao nó cũng hơi khó mọi người. Chị muốn xem đằng nào ở phía sau chị nói đi, em lấy xuống cho chị xem ạ. Hello Suri, em
trà suri nha. Rồi dân giúp em nè. Ai lấy dân giúp dùng giùm em nha. Con lấy cho mẹ một ít đầm đi nha. À, đầm giả ơi, dùm dài bên đó còn không? Dùm dài bên đó còn không? À, lấy cho mẹ luôn đi, lấy cho mẹ một ít đầm luôn. Mẹ lấy cho mấy cô coi. Rồi à, trong dùm này có co giãn nha mấy chị. Dùm này có co giãn, dùm này cũng có túi hết nha mọi người. Đó rồi ai à, lấy con này. Dạ rin ngố có nha chị, rin ngố có. Rồi ai à, lấy con này chốt ha. Chốt mã số 1 giùm em nha. Ai à, lấy con này chốt mã số 1 giùm em 55kg. Mã số 1 55kg vừa. Mã số 1 55kg vừa. Mã số 1 55kg vừa. Dạ con, cái con dung màu xanh này đẹp quá mấy chị. Con dung màu xanh này đẹp quá. Chị Mai ơi, cái này đẹp quá chừng mà không biết chị Mai vừa không ta. Eo. Cái dung này xanh ớt thôi mấy chị. Dung xanh này xanh ớt thôi nha. Dung xanh này xanh ớt giùm em nha. Dung xanh xanh ớt giùm em nha. Dung 55. Chị ơi, chị Trang Thúy ơi, chị lấy cái dung nào hả chị? Chị Trang Thúy ơi, chị lấy cái dung xanh phải không chị? Dung nào 55 ta? Chị Trang Thúy ơi, chị cần liên lại giúp em với. Rồi, cái dung xanh này giùm em nè, xanh ớt nha. Dung xanh xanh ớt, em nói thật rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cái dung xanh này rất là đẹp luôn. Ai bảo xanh ớt thì lấy cái dung xanh này nha mọi người. Dung xanh. Dung dài 55kg. Dung dài 55kg hả? Đầm trắng với cam ở sao ạ? Dạ tối em có like nha chị. Dạ tối em có like. Tối em có like nha. Hồi nãy chị nào lấy cái Võ Thị Trinh. Dạ rồi ok chị. Cái này cho chị dọn cho Võ Thị Trinh. Tối em có like nha mọi người. Tối em có like. Cộng khoảng 7 tháng giờ là em có like nha. Dạ có like nha chị Hoa Lệ ơi. Đầm trắng với cam ở phía sau. Dạ cam. Cái này là giả hội nha chị ơi. Giả hội em để cho mình là giá 90 nha. Giả hội là em để cho mình giá 90 nha. Giả hội là em để cho mình giá 90. Đây cái cam ở phía sau nó trống lưng giùm em ha. Nó đang dây. Nó có ba cái dây rời giống như vậy nè. Có gà nút nha mấy chị. Đó. Cái giả hội rất là xinh luôn. Cái vợ họ rất là xinh luôn. Cam, cái cam này là xanh ớt giùm em nha. Cái cam này là xanh ớt giùm em ha. Cam cái này nó không phải màu cam đâu, kiểu như nó màu à. Em không biết nó màu gì nữa. Còn cái màu trắng, màu trắng này là dạng tẩy sa rê nha mấy chị. Màu trắng này là dạng kiểu sa rê nha. Cỡ 50-60kg nha. Từ xây 60kg quay đầu giùm em. Cái này tại vì ở phía sau nó đang dây á mấy chị. Kiểu sa rê mà ở phía sau có đang dây cho nên là từ 40 tới 60kg là mình bận vừa nha. Mình đang dây lại giúp em ha. Đây. Cái này dạng kiểu sa rê á mấy chị. Sa rê cưới á mấy chị. Em có một cái thôi à. Cái sa rê này thì em để cho mình 100 với đồng giá 100. Đồng giá 100 nha. Và ai lấy cái trắng thì chờ thì còn nghe trắng giúp em ha. Ai lấy cái nào thì chốt cái đó giúp em đi. Ai lấy cái nào thì chốt cái đó giùm em nha. Chắc cái dùng đắp chéo á. Chắc cái dùng đắp chéo. Dùng xanh dài 55.
22 kg quay đầu cái đang nam nha mọi người. Dạ rồi ok, cái này cho chị Trang Thúy nha, cái này cho chị Trang Thúy. Cho chị Trang Thúy. Dạ rồi ok chị nha. Mấy chị thông cảm giùm em nha, tại vì ở nhà có một người like, có mình em cho nên like hơi chậm, cho nên mọi người ráng đợi em nha. Dạ rồi ok chị nha. Hàng 100k 55 kg. Chị ơi chị có biết eo của chị bao nhiêu không ạ? 55 kg. Cái hồng đó vừa nha chị. Cái hồng vừa nha. Cái hồng là size S em mà mình bận vừa nha chị. Dạ có biết eo chị bao nhiêu không? Dạ rồi em lên maxi liền. Xem chân váy chị ơi. Hàng xó xả. Đúng rồi hàng xó xả nha. Cái nào chị Anh Trương ơi, chị nói cái dâm nào ạ? Chị nói cái dâm như cái nào chị? À, cái dâm xanh có người chốt rồi nha chị. Đây nè cái dâm xanh này nè. Tôi còn em còn cái dâm xanh này nha chị. Dâm xanh này là size S giùm em nha, 48 kg ha. 48 kg là vừa giùm em nha. 48 kg cái dâm xanh này rất là đẹp luôn nha. Vải rất là đẹp luôn, ở phía trước là cổ đổ giùm em nha. Ở phía sau có dây kéo cổ tim ra phía sau giùm em ha. Ở phía trước là cổ đổ nha, bạn nhìn rất là sang luôn nha mấy chị. Cái màu xanh này ai còn vừa mà không lấy tiếc lắm luôn á mấy chị em biết không? Dạ rồi ok chị nè. Dạ rồi ok chị nha. Chân váy hả? Chân váy thì nó nhiều lắm mọi người. Chân váy nó nhiều lắm. Rồi em lên một ít maxi nha. Em lên một ít maxi. Ai chưa đủ đơn thì tớ có thể tối mọi người vào xem thêm chốt cho đủ đơn cũng được mọi người. Đó rồi, maxi giùm em nha mấy chị. Maxi này cho em 52-53 kg vừa nha. Maxi hoa nhí giùm em nha. Maxi hoa nhí giùm em, ai lấy thì chốt maxi hoa nhí giùm em nha. Rồi, con này chốt mã xanh giùm em đi. Con này chốt mã xanh giùm em nha. Mã xanh 55 kg. Mã xanh 55 kg giùm em nha, cổ đắp chéo. Khẩu đắp chéo giùm em nha. Rồi xanh hoa. Chốt mã xanh hoa giùm em nha. Chốt mã xanh hoa. Xanh hoa giùm em 55-56 kg nha. Xanh hoa 55-56 kg. Ai mà cao cỡ cân cỡ mà 1m6 á, 1m6 thì 58 kg cũng vừa nha mấy chị. Nói rồi xanh hoa chị Mai, cái xanh hoa này đẹp lắm chị Mai ơi. Rồi ai lấy xanh hoa chốt xanh hoa giùm em nha. Chốt xanh hoa giùm em. Rồi mà massage cái này là dập ly nha mấy chị. Ở phía dưới này là dập ly giúp em ha. Rồi con này chốt ba mắt. Chốt dập ly giùm em nha. Chốt dập ly. Ở phía dưới này thì chốt dập ly giúp em nha. Mấy chị cắt trắng lại lên giúp em nha mấy chị ơi. Mấy chị thương mỗi người chia sẻ giùm em một lần nha mấy chị. Mỗi một người xem mấy chị ơi chia sẻ giùm em một người một lượt giùm em nha mấy chị. Rồi ai lấy con này thì chốt giùm. Con giùm này nó bị lỗi nha mấy chị. Con giùm này bị lỗi rồi. Maxi vàng cổ đắp chéo giùm em nha. Maxi vàng cổ đắp chéo giùm em. Rồi ai lấy con này chốt maxi vàng giùm em nha. Maxi vàng nè, con này cho em 55 kg nha. 55 kg vừa. 55 kg vừa. Dạ rồi em cảm ơn chị nè. Em cảm ơn chị nha. Rồi caro cái này nha. Sọc giùm em nè. Con này cho em 58 kg nha. Con này cho em 58 kg vừa. Cho em 58 kg nha mấy chị. Con sọc vàng, con sọc này cho em 58 kg. 58 kg đồng giá 79k nha mọi người. Đồng giá 79k giùm em luôn ha. Đầm đỏ bao nhiêu ký vừa? Đầm đỏ, có đầm dạ hội xè hai đuôi cá không em? Dạ có nha chị. Đuôi cá dạ hội, nói chung dạ hội em có nhiều lắm mấy chị. Dạ hội em có nhiều lắm. Chị kết bạn với em nha. Chị kết bạn với em nha chị. Chị gái ơi, chị Bích Thủy ơi. Chị kết bạn với em nha. Chốt mã số 2 58 kg.
Mông Dương ơi, cho em xin số điện thoại nha, cho em xin số điện thoại cho chị Mông Dương ơi. Cái này cho chị Mông Dương nè giờ. Dạ em cảm ơn chị cho em xin số điện thoại cho chị Mông Dương ơi. Chị cho em xin số điện thoại với. Rồi cái này dung cho em cho mấy chị. Dung cho em, giúp em mã số 10. Giúp cho em mã số 10 nha. Giúp cho em mã số 10. Dung này là dung cờ thôi, dung cuộc lẫn nha mấy chị. Dung cuộc lẫn cho em, giúp cho em mã số 10. Giúp cho em mã số 10. Chốt cho em mã số 10. Dạ rồi em cảm ơn chị Mông Dương nha. Chốt cho em mã số 10. Chốt cho em mã số 10. Mã số 10 đó cho em 55 ký 10 nha mấy chị. Mã số 10 55 ký 10 giùm em. Rồi con này cho em mã 116. Mã 116 giùm em nha. Mã 116 52 53 ký 10 nha. 52 53 ký 10 còn tem giùm em luôn nha mấy chị. Đó, rồi ai lấy con này thì chốt mã 116 nha. Mã 116 giùm em. Mã 116 giùm em nha. Mã 116. Dạ số 2 hết chị ơi. Mã số 2 hết nha chị Sa Nguyễn ơi. Mã số 2 hết giùm em nha. Rồi con Bi, ai lấy Bi giúp Bi giùm em nè. Bi giùm em nha. 55 56 ký 10. Ai lấy Bi giúp Bi. Chốt mã Bi giùm em nha. Chốt mã Bi đồng giá 79. Chốt mã Bi giùm em. Mã Bi. Ai lấy Bi chốt mã Bi giùm em nha. Ai lấy Bi chốt mã Bi giùm em. Rồi mấy chị cho lên tiếp theo nha. Rồi con này còn tem giùm em luôn nha mấy chị. Còn tem giùm em luôn. Rồi con này cho em á. Con này có coi giảng nhẹ nha mấy chị. Con này ai mà đi làm công sở hay là mình đi đám tiệc thì cũng rất là xinh nha. Cái này có bút ngực giùm em luôn nha mấy chị. Có bút ngực giùm em luôn. Tay là dạng tay von ha. Tay là dạng tay von giùm em. Rồi cái này xinh lắm luôn đó mấy chị ơi. Rồi ok chị à, cho chị Tiết Mai 166 cho chị Tiết Mai. Cảm ơn chị nha. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh hết giùm em nè. Em nói thật xinh thật sự luôn nha mấy chị. Con này xinh thật sự luôn mấy chị. Không lấy tối nay em bận like tiếp à, cái à. Con này chốt cho em mã xanh. Con này chốt cho em giùm em mã hết nha. Con này chốt cho em mã hết. Mã hết thì rất là xinh luôn nha. Mà xanh hết tận mấy giờ nha mấy chị. Xanh hết tận mấy giờ nha mấy chị ơi. Rồi xanh rêu. Xanh rêu giùm em nha. Xanh rêu giùm em ha. Xanh rêu giùm em. Xanh rêu. Xanh rêu chốt giùm em mã 13. Mã 13 giùm em nha. Mã 13 48 49 ký nha. Xanh rêu giùm em mã 13 48 49 ký. Cái này á mấy chị bận vô nó sẽ căng nha ha. Rất là xinh, có túi sao luôn nha. Đó. Rồi mã 13 hay mã rêu giùm em nha. Mã 13 hay mã rêu giùm em. Mã 13 hay là mã rêu giùm em nha mấy chị. Mã 13 hay mã riêu cũng được nha mấy chị gái ơi. Rồi con này Bi, Bi xay ớt giùm em nè. Bi xay ớt giùm em nha. Cái này em xem cho mọi người. Cái này em xem cho mấy chị 60 thôi. Cái này em xem cho mấy chị 60. Tại vì cái vải này rất là mát nha. Đó rồi xay ớt giùm em. Xay ớt giùm em. Bi xay ớt giùm em nha mấy chị. Bi xay ớt giùm em. Rồi con này xay to nha mấy chị ơi. Chị Ngọc con ra nha. Cái này đẹp nè chị ơi. Cái này đẹp mà chị bằng dừa nè. Dạ sao lấy bận. Dạ con ra lấy cho cô đi con. Này con đang like xíu sao ơi. Cây bốn đứa cây. Đó đó, dạ đó. Con dâm đen bao nhiêu ký vừa dâm đen á? Dâm đen nào chị? À dâm đen ơi, dâm đen xanh lưng em nè cô. Cái này là xanh đen á chị. Con này là xanh đen nha. Con này xanh đen cỡ 48 ký quay đầu nha. Xanh hết á chị. 48 ký quay đầu dùm em nha. Con xanh đen này rất là xinh luôn. Đó. Rồi ai lấy con xanh đen dùm xanh đen. Dạ 79 giá đồng hết nha chị ơi. Đồng giá 79 hết dùm em ha. Đồng giá 79 hết dùm em. Rồi con này là sọc đen dùm em nha. Sọc đen. Đây sọc đen con này rất là xinh cho em luôn. Con này nước bận đẹp là từ 55 ký tới 65 ký nha. Trời Sáu ơi. Sáu cái dùm xanh hết là Sáu. Cái dùm này Sáu bận vừa nè. Lanel thắng hơn em. Dung xanh sao lưng em xe gì vậy? Dạ hai cái đều xe ớt hết nha chị ơi. Lên làm dạ hội đi em. Cho em. Đầm em đồng giá
chị có hoa hại quẩy hương hả?
anh. Chị ơi, chị lấy cầm cái mã giúp em với nha chị. Chị cho em số điện thoại mà chị lấy cái mã nào? Dạ eo 80 nha chị, eo 7880, eo 7880 nha chị ơi. Eo 7880, em lên sợ, em lên dạ hội. Dạ eo 7880 nha chị, eo 7880 nha chị gái ơi. Eo 7880 dạ. Mọi người muốn xem đầm dạ hội thì mọi người đợi em xíu nha, em lên hết mấy cái này cỡ khoảng tầm chừng mười mấy 20 cái nữa là em lên đầm dạ hội cho mình luôn ha. Có còn ai muốn xem gì nữa không mấy chị? Đọc mã hoa hải hương. Dạ có mà, em có đọc mã mà. Rồi ai lấy con này thì chốt mã 20, mã 13 giùm em đi. Con này cho em mã 13, mã 13 50 55 kg nha. Mã 13 55 kg nha. Mã 13 55 kg. Mã 13 55 kg. Chị không vừa eo 75. Dạ vừa mà chị, cái đó chị vừa eo 75 vừa mà, có chị lớn hơn có 5 phân mà. Không sao, eo 7880. Dạ đúng rồi, eo 7880. À eo 7880 cái này là hoa nhí xanh đó chị. Hoa nhí xanh. Hồi nãy em like qua rồi á, này hoa nhí xanh. Mã 13 cho chị Phương Thanh. Dạ rồi ok chị nha, mã 13 cho chị Phương Thanh. Mã 13 cho chị Phương Thanh. Cái này là hoa nhí xanh đó chị, hoa nhí xanh nha. Hoa nhí xanh giùm em nha. Nhí xanh cho hoa ải hương. Dạ rồi ok chị nha, em cảm ơn mấy chị. Em cảm ơn mấy chị gái nha. Hoa ải hương. Dạ rồi chờ. Ai lấy con này chốt mã giùm em ha. Ai lấy con này chốt mã giùm em 23. Ai lấy con này chốt mã 23 giùm em nha. Mã 23. Mã 23 eo 80. Mã 23 eo 80 giùm em luôn nha. Mã 23 eo 80. Mã 23 eo 80 nha. Rồi tím giùm em nha, tím cà. Cái này tím cà nha mấy chị. Tím cà. Tím cà. Tím cà này chắc 48 kg là vừa mấy chị. Eo 70. Tiếm cà eo 70 giùm em nha. Tiếm cà eo 70. Tiếm cà eo 70. Eo 23, cá 23 cho chị Hải Hương. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ em cảm ơn chị. Hoa Hải Hương. Tối nay cỡ 7 giờ rưỡi em like nữa mọi người. Chốt mã tím giùm em nha, chốt mã tím. Mã tím giùm em nha, chốt mã tím. Rồi con này chốt mã xanh giùm em nè. Chốt mã xanh em like mấy cái này xong em lên dạ hỏi cho như mấy chị chờ em xíu ha.